Ủa, có sự sắp xếp theo chiều cao phải không? Ok, hôm nay là một ngày cuối năm. Thì một ngày mà mình tổng kết lại tất cả những công việc mà một năm vừa qua mình đã trải cùng nhau, thăng trầm, vui có, nhiều lúc cũng rất là căng thẳng. Trong những đơn hàng gấp rút cho khách hàng, mình phải cật lực làm ngày làm đêm và đem lại một thành quả cũng khá là hài lòng. Thì để đền đáp lại công sức công lao của tất cả chúng ta, thì anh sẽ cử đại diện cho năm bạn quản lý của năm bộ phận nha. Cho anh mượn thêm 4 phong bì nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8, 5, 6, 7, 8, 10. Rồi bây giờ đại diện đầu tiên là bạn Vi. Em giùm anh nha. Cảm ơn em, chúc em một năm mới sức khỏe, bình an và mọi điều như ý. Một năm tiếp theo mình sẽ là bùng nổ hơn em nha. Cho anh gửi lời thăm gia đình luôn. Cũng cảm ơn em. Rồi bạn Thu. Chúc em cũng như bạn Vi, mà chúc thêm cái đó là năm dẫn dắt các bạn đi cho hoành tráng hơn, và đặc biệt là mình làm ra những sản phẩm giá trị mang lại niềm vui cho khách hàng nha. Rồi cảm ơn em. Thế Hào, em là trưởng về sale bán hàng, thì em phải làm sao cho doanh thu mình tốt và đặc biệt chăm sóc khách hàng phải cho khách hàng hài lòng nhất em nhé. Chúc em năm mới sức khỏe, bình an và mọi điều may mắn sẽ đến với em và tất cả mọi người gia đình em ha. Cho nữa là thăm gia đình luôn. Rồi cảm ơn em. Minh, một quản lý tuyệt vời. Những gì mà em đã nắm hết và vận hành, anh rất hài lòng và hy vọng em sẽ phát triển rực rỡ trong năm tới giúp anh. Chúc em và gia đình luôn sức khỏe, bình an. Rồi cảm ơn em. Long, em là một người cũng mới cộng sự với anh cũng chưa được nhiều năm, nhưng mà với sự năng nổ cũng như là sự cố gắng, và chắc chắn là em sẽ còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng mà anh sẽ là người đồng hành với em về những kinh nghiệm đó, em luôn yên tâm nha. Và chúc em công việc được như ý và đem lại nhiều kết quả tốt, và chúc em và gia đình sức khỏe, bình an, may mắn. Ok. Vâng, và năm mới đến, chị Lăng kính chúc tất cả quý khách hàng, nói chung là có những người đã biết và những người chưa biết, khi xem được video này, chị Lăng chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe. Thì hy vọng là những lời chúc của chị Lăng sẽ gửi gắm chân tình đến được tất cả mọi người xem video. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe, bình yên, bình an và mọi điều như ý. Những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta.